Đây toàn chào mọi người nhá. Hôm nay mình sáng đấy mình mua ít lòng này các bạn. Đấy, để đánh thức canh. Đây thì tiết rồi. Và đây là một xoong cháo các bạn này. Đây là cháo lòng đấy. Này mua một tùm này, hơi nhiều. Nhiều quá. Đấy, bây giờ mình vào mình băm cái sụn như mình đánh mấy bát thức canh các bạn ạ. Đấy này toàn là bổi đã chia băm xong rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho mì chính vào nhé các bạn nhé. Mình sẽ cho và hai lưng thìa mì chính này. Đấy cái nợ này nó quá dễ các bạn ạ. Đấy có một nước một tiết rồi các bạn ạ. Nó chuẩn. Mình sẽ múc vào cái bát vừa băm bổi đây. Cái này mình đánh vào một nước một tiết các bạn. Chuẩn đét. Đấy, mình sẽ đánh vào 6 bát các bạn. Vừa tầm các bạn. 6 bát này là vừa rồi các bạn. Đấy mình đã làm xong rồi các bạn ạ. Cô Khuyên là có quen thuộc rồi. Cô Khuyên, cô Hiền. Đấy, bà. Ôi em mời ông nào, kèn cháu nào cô mời ông nào mời kèn cái nó khí thế. Rượu dừa uống nó nhẹ không ạ? Uống nhẹ cái này uống nó ngon. Đấy uống thế thôi, uống nhẹ nhẹ thôi. Ông cho nhấm nhấm đi, ông nhấm đi. Ông nhấm mạnh này. Này nó thơm. Nó ngon. Ngon đấy. Chắc có mỗi mình chấm cái bát này. Mình chú chấm cái một canh nào riêng để riêng này nào riêng nó dính mà nó dính nước mắm chú ăn nước mắm cháu hôm nào mà cháu ăn nước mắm là cháu toàn phải làm riêng một canh nó ông thích chấm thứ một canh nặng quên rồi riêng mắm tôm bằng mồm bác nhỉ. vừa không có Hiền vừa kít nhỉ. Chanh vào. Có
chanh các chiếc đủ hết. Mời mọi người. Đấy sáng đến thì thế thôi, làm bắt cái canh nhỏ nhỏ là yên lòng. Quán nó ăn vẫn không ngon đâu. Nhưng mua về nhà ăn nó thoải mái. Ăn ít ăn nhiều nó tự do, nó thoải mái. Dịch bệnh này nhá. Đấy. Quán xá giờ nó đóng cửa. Bây giờ dịch thì đóng cửa, người ta đóng cửa. Ngon lắm các bạn ạ. Nó ngon. Ngoài có sụn chứ ngon. Sụn là có đi làm. Quanh năm. Đấy thì nào. Quanh năm. Rồi này. Nó nhiều ngon thật. Thơm quá. Bà ơi. Cô đi rồi. Chứ rồi này cứ uống khoảng 2-3 chén là vừa vừa. Dạ rồi. 2-3 chén là ngon. Vừa tầm. Nắm sụn. Mình thích ăn gan. Gan ngon mà. Cháu ơi thì có rượu nhẹ được không? Không mua rượu nặng. Rượu là cháu để cũng 1 năm rồi đó. Mà hôm nào có khi phải đổ thêm 1 ly rượu một tháng. Ăn một bát nó vẫn thèm nhỉ. Đấy rồi ăn thòm thèm nó ngon. Một quà ăn sáng ông mua nòng bảo nó lên 100 Việt Nam có 5 nghìn thôi. Cứ đánh cái bát bé. Bát bé nó vừa tầm, nó vẫn chanh vào ăn ngon. Nhà mình ăn hết bát được à? Để cho ông miếng ớt này vào ăn cho tê này. Đấy. Miếng ớt tê cay. Thôi. Mấy hôm không ăn được. Nửa mấy hôm. Mấy hôm ăn. Đấy, làm bát nữa. Ê. Rắn đè nhỉ. Ngon. Hôm nay có sụn, nhiều sụn ăn ngon. Hôm nay hôm sáng nay vào ngay lại thấy là biệt. Đấy là chiếc tăng nặng. Vào ăn cái canh mầm. Ăn được người nó khỏe. Bà được ông ăn được. Còn sống ông có 3 bát nào. Ông ăn mà khỏe lên. Đây có cả cháo nữa đấy. Ông ăn khỏe lên xong có ăn cả cháo. Ăn no chưa không phải ăn cơm nữa. Lấy canh gắp, gắp đũa. Bát xì ở đâu ấy? Cháo ngon, cháo nồng. Uống bao nhiêu cứ uống nha.
nhớ lúc nhẹ nhẹ thôi mà nào mà hai ba chén là đúng là cháo lòng đúng 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 luôn nhỉ, đúng vị luôn đấy. Lòng lợn tiết canh cháo lòng đúng đúng đủ luôn. Lòng lợn tiết canh cháo lòng. Tiết canh lòng lợn cháo lòng. Vâng. Múc đầy ăn cho nó no. Vừa hay đang đóng cửa ra đi ra. Thằng kia nó đến nước quan. Ừ. Anh thuê anh khoan lòng được. Nói chung là cũng xong rồi. Xong làm bận qua đấy. Thì ông Vũ báo thằng con nhà kế là mình lên đấy. Thằng con nhà bày biện như đang nữ như vậy. Sao? Vẽ cái tranh nhà. Con trai. Ai? Vẽ tranh ở đâu? Từ đứa con gái. Thế à? Con gái. Vẽ ở đâu? Con gái nhà anh Nghĩa biện. Cháu không vẽ được, nhưng không vẽ. Nhà đó làm gì có con gái đâu, nhà Nghĩa biện có vẽ cái đấy đơn giản. Hôm bắt đầu vẽ hôm đấy nàng đứng nàng cũng đi qua đấy. Chắc là bạn. Làm sao? Vẽ. Có người vẽ người vẽ tường nhà nó, người ta vẽ lên tường người ta. Cái gì nọ cái này kia đâu mà sao ơ quản các bà. Vẽ càng đẹp cảnh quan. Đúng rồi. Ông ý là nó vẽ và tuyên truyền cái này cái này là cái gì nào linh tinh cái gì đâu đấy, nó vẽ cái cảnh đồng quê với cả. Đúng có rồi. Gì đâu mà đi. Các ông người ta bảo, ai bảo đồ, ai, nắm chuyện hai bảo đầu tiên này ừ. Không đây chân quê không phải vẽ tự vẽ tranh đồng quê gọi là tranh đồng quê cái mày nói gì nó vẽ cảnh như cùng cái gì đâu có phải được vẽ cái này cái nọ cứ phải đáng ca ngợi ông Vũ bảo à ông nằm ở cháo đây. Video của Lê Toàn có thời lượng, mình xin tạm dừng video ở đây. Hẹn mọi người sang video tiếp theo. Nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh Lê Toàn nhé. Để mình có thể ra được những video tốt nhất. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Các bạn nó đến nó vẽ họ. Không biết ai vẽ.